Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì bé Lai lại ra đây ghé thăm Phi quý vị ạ. Thì cũng gần 1 tháng rồi. Hôm nay mới gặp lại bé Lai cũng có rất là nhiều cái điều muốn nói chuyện. Và khi thấy hình ảnh bé Lai với một cái mái tóc ngắn nhìn rất là cá tính luôn. Hiện tại là bé Lai mới ra quán cà phê của Phi đây. Bây giờ thì cũng trưa rồi cho nên là khách cũng cũng nghỉ cũng về hết rồi quý vị. Quán của Phi thì buổi sáng với lại buổi tối thì mới đông khách, còn buổi trưa thì ít hơn. Bây giờ thì Phi mời quý vị cùng Phi mình đi vào bên trong để mình tâm sự nói chuyện với bé Lai nha. Rồi. Ở bên trong mình ngồi em ha. Ở đây. Hình như cũng gần 1 tháng rồi phải không? Dạ. Gần 1 tháng rồi rồi em mới ra lại đây đúng không? Dạ. Ngồi đây nè. Rồi. Thì được thấy được cái mái tóc của bé Lai không? Bật điện trong sáng sáng xíu nha quý vị. Trong này nó hơi tối, chờ phía xíu nha. Mình bật điện lên cho nó đẹp nè. Đó, có trong này có trong container này có rất là nhiều cái Container đâu? hiệu ứng điện đây. Đó, rất là Ba nhiều mở máy lạnh lên nóng quá. đó. Rồi, vậy là nó sáng nó đẹp hơn. Sau khi mà gặp bé Lai cách đây tầm 20 mấy ngày thì em nó lưu lạc khắp nơi và nhận được cái sự chia sẻ của tất cả quý vị khán giả. Thì em nói là em đi đâu trong miền Nam, miền Tây rồi tùm lum hết hả? Em đi là cụ thể là bao nhiêu ngày? Em đi khoảng 22 ngày, 22 ngày ạ. Đi gì dữ dữ vậy? đi kiếm việc làm, Kiếm gì làm? Bỏ này xuống đây bị nói. người ta lừa lấy hết tiền, lấy Để hết điện xuống bỏ thoại tay rồi, lên đây rồi nói đi sao bị người ta lừa lấy mất cái điện thoại rồi. ai lừa em Cái thằng quỷ gì em à, em còn cái 200 ngàn, nó nói là nó dặn em xuống là gì, nó bán cơm tắm cho nó xong rồi tối em ngủ quên nó cũng luôn. nó lấy cái điện thoại của em à rồi có lấy tiền không Lấy còn 200 ngàn duy nhất nó cũ luôn. Em ra bánh xe miền Tây em khóc non khóc nước luôn. nó vừa lấy cái điện thoại mà vừa lấy 200 ngàn của em nữa mà không còn đồng nào luôn hả Không, mà sao em đi gì lâu vậy đi kiếm tiền rồi. kiếm việc mà có ai cho em làm không Có vợ chồng anh chị hả bán tạp hóa cho, nhưng mà công an nó tới nó mới cho, do em không có căn cước á. đi mà không đem theo căn cước hả Bà Lan nó giữ rồi. mà sao em cắt tóc ngắn vậy Trời nắng quá, vô đó ủi luôn. hả Vô đó ủi luôn. ngắn quá vô ủi luôn hả Trời nóng. à thì nóng quá ủi tóc ngắn luôn Dạ. mà ai ai bày cho em hết tóc nóng vậy Thì bày gì đâu, thấy con trai hớt ngán thì mình cũng hớt luôn. rồi em thấy như thế nào Mát. mát hả rồi có ai nói gì không Chê chia hả em. mát nhưng mà nó xấu hả Cũng được chứ không đến nỗi là xấu. sao vậy trời ơi, tóc dài đang đẹp tự Mày nhiên quá, người đẹp, người mà đã đẹp là cái gì nó cũng đẹp đúng hết. không? Để rồi bây giờ vô trong đó rồi Từ nước em ngoài ra anh Phi. nước ngoài nó đi du lịch Ở Phú Quốc ăn hả? đọc ra đây luôn á trời. Khi mà vô trong đó là em đi qua những cái tỉnh nào? Em xuống Long An. Xuống Long An. Cái sao nữa? Tây Ninh nữa. Em Có đi Tây Ninh nữa không? có Long An, Tây Ninh, rồi Sài Gòn Sài Gòn. hết rồi, với lại xuống Tiền Giang, xuống Sư Cô dưới Tiền Giang rồi. Xuống Sư Cô với Tiền Giang hả? Xuống làm gì? Sư Cô là cũng biết em qua YouTube á, thì xuống định ở Sư Cô mà ở dưới chỗ Sư Cô nó buồn quá. Mà em đi gì 20 mấy ngày rồi về rồi nhà có nói gì có lao Nhà có anh trai cũng kêu mày về mày đi bán bánh ít đi, chứ mày không có làm được cái gì đâu. Nó nói vậy chứ bây giờ em cũng sống hơn nửa đời người rồi, cũng rồi phải có tương lai chứ. nhưng Nãy mà đi bán hoài mà cứ từng cái bánh ít dạo mệt lắm với anh ba. rồi bây giờ là bị lấy mất cái điện thoại này rồi cũng không có để liên lạc luôn hả Không, cái điện thoại em mua điện thoại cũ có 1 triệu, mà cái điện thoại đó thì nó chạy chậm lắm, nhưng mà anh xài thì cũng tốt. Mua 1 triệu tiền thì đi bán bánh ít mấy tháng trời mới có, mà cái thằng quỷ nó cũng mất. Em thì em không có tiếc điện thoại, nhưng mà tại vì mất hết số điện thoại bạn bè rồi, mất hết Zalo. Thế rồi bây giờ thì không có điện thoại thì chút nữa anh mua cho cái điện thoại để liên lạc ha Thiệt không? thiệt Nhưng mà lấy tiền anh ba mua hả? tiền của em á Tiền anh ba đi,
Anh làm gì có tiền? Ủa chứ ông đi làm YouTube mà không có tiền. Anh làm anh đủ đổ xăng của này kia, ăn uống như tiền đâu. Nói như anh nó cũng nói vậy nè, Chơi sao? làm gì cũng phải có dư có lợi. Em nghe nói là YouTube giàu lắm mà, trong khi anh ba nổi tiếng. Người ta bán này bán kia mới Bơ giàu bơ chứ. con lấy cho cô đá với lại chai nước cho cô lại uống nước thôi. Cũng có một số nhà hảo tâm á, là gửi cho em một ít tiền thì anh cũng giữ đây, nhưng mà các nhà hảo tâm là có người là hôm bữa là cho em là 800 800 ngàn hả? là để mua điện thoại nè, còn các cô chú là cũng muốn giúp mua sữa rồi cho con á, con em á, Cô ông em thấy ghét lắm. con là con của em là được gần 5 tháng chưa, rồi biết lật chưa, Lật rồi, lật vỏ rồi. lật vỏ rồi hả? Nó ngon, nó bướng lắm. Mấy ký em biết không? Chắc cũng được 5-6 kg Đi gần rồi. 1 tháng trời về có thấy khác gì không? Khá, con Hả? mắt ổng nó to trời ở đây tôi là lùi vả lông mi nó căng. À. Lông mi già mà cong lắm. Rồi có nhận ra em không? Có cho em bồng không? Cho nó chưa biết lạ. Mà bà bác ở gần nhà em mới kêu chắc cái thằng đó nó không biết lạ đâu. E ôm là cũng cười Ai trơn ôm nữa hả? á. Hiện tại là con của bé Lại á, thì uống sữa ngoài từ cái lúc mà mới sinh ra Bố mẹ được mười mấy bữa à? là nửa tháng là cho uống sữa ngoài đúng không? Nửa tháng là bé đã đi lang thang ra ngoài rồi, cho nên là cũng không có cho cháu nó uống sữa mẹ, tại vì sợ với lại đi ra ngoài ăn tầm bậy tầm bạ về nó đau bụng quý vị, là sinh ra thì toàn là uống sữa ngoài không. Em hớt tóc là hớt ở trong trong Sài Gòn hả? Mấy đứa nó đi hết tóc miễn phí á. Hớt miễn phí luôn hả? À, hớt ngồi đường Ừ, ở hả? trong Sài Gòn nó tóc miễn phí nhiều ghê á. Rồi khi mà em về đây rồi ai cho tiền em về? Chú ở ổng cũng ở ngại, ổng cũng biết em ở trên mạng bán cháu lòng cho em tiền về. À, được biết là em lang thang ở trong đó là rất là nhiều người là không không cho em ở đúng không? Tại vì em khi mà tiếp xúc với em họ cũng sợ gì nữa. Em đâu có làm gì đâu mà sợ. Chứ nhiều người là nhắn tin với anh là thấy em rồi không cho em ở, em quậy quá không cho em ở. Em đâu có quậy gì đâu. Thì có một cái chỗ tổ dân phố nào đó là có nhắn tin cho anh mà. Em không biết nữa. Rồi em vô đó mà ở nhà ai? Em ngủ nhà nghỉ một mình. Ngủ nhà Mấy nghỉ. bữa đầu em có tiền á. Em có căn cước chỉ chụp ở trong điện thoại thôi. Tại vì hồi bữa cái Zalo em nó bị sao nó vô hiệu hóa rồi cái em mới nhờ cái thằng hái nó chụp Là rồi cái em vô ở nhà nghỉ hả? Rồi luôn tiền đâu ở nhà nghỉ? rồi tiền em đem vô đó. Bây giờ thì họ gửi cho em một số tiền đây, nhưng mà làm sao anh đưa em rồi em lại đi nữa thì sao? Không sao đâu, em không đi thành phố đâu, em ở nhà em đi bán bánh ít cái này em Thôi. đi theo anh bạn em bán. Thôi bây giờ anh cũng không có tin em được. Rồi bây giờ anh không đưa cho em chẳng lẽ anh giữ anh ăn hả? Anh gửi về cho ba em. Không, anh gửi cho anh ba gửi cho em đi, tại vì bây giờ gia đình em cấm không có cho quay phim mà. Anh gửi về cho ba em Không, anh ba gửi cho em đi để em mua cái điện thoại với cái sim qua. thì anh mua, sau khi mà mua điện thoại xong là còn bao nhiêu tiền anh gửi về cho ba em? Không, ba anh ba cứ gửi hết cho tới Không, lại đi. gửi cho em rồi em lấy em đi nữa là sao? Không, anh ba cứ gọi cho. Nhưng mà con nói thiệt chứ mọi người nè, bây giờ ai quý Bỏ cái vị chân xuống đi. bây giờ quý vị khán giả anh chị em là cô bác chú gì dụ gì là có thương con thì con cũng mừng hả, nhưng mà bây giờ có xem được video này nữa thì đừng có ủng hộ tiền cho con nữa, con không có nhận tiền nữa đâu, gia đình con đã cấm rồi mà con cứ ra nhận quà là gia đình con la chửi không biết mà con cứ đi nhận nữa thôi. Vậy thì em đừng có nhận nữa, thì gửi cho ba để mua sữa cho con. Thì anh ba cứ gửi cho em đi rồi để em thích sắm đồ cho nó, để em mua nó cái nón đôi giày là bộ đồ đẹp cũng được, không sao đâu, anh ba cứ yên tâm đi em Rồi nha. rồi lỡ em lấy tiền rồi em Không, em đi không đi bậy nữa đâu, hả? em không đi bậy nữa đâu, Ai tin em được? thiệt luôn á. Thôi Với anh lại không em mua bộ đồ đẹp qua ở nhà mua toàn đồ thì cứ si rồi mặc gửi thôi, gửi cho ba em, rồi ba em mua sắm rồi cô nói nhưng mà chứ nhiều tiền không, có mấy triệu thôi, mấy triệu làm gì hỏi em gì. thì bây giờ Thôi gửi đi. Thì bây giờ anh ba nói đi rồi anh ba gửi đi. gửi rồi anh sợ em lấy tiền rồi Em nói là em không có lấy. em đi lang thang Anh trong hỏi này thử con bé lo thử em có mua sữa, mua ái cho thằng cu không? em có mua sữa không? Có. Thì không, Em mấy bữa em làm đi nó vào. uống sữa gì? Nó uống sữa Alpha Gold nó 400 mấy ngàn.
Alpha Gold 4 năm mấy ngàn hả? Hôm bữa em ra Đà Nẵng mua cho ông hộp sữa. Thì vậy để mua mấy lon sữa gửi về đó cho nó chắc đi ha. Anh gửi cho em. Anh gửi về địa chỉ nhà em. Và ai nhận? Ba, ba em nhận. Rồi rồi người gửi là ai? Là anh. Anh ghi tên luôn hả? Ừ. Được không? Mấy chị không được. Thôi giá tùy anh. Mua mấy lon sữa gửi về cho nhưng ba. Nhưng mà anh nói trên mạng này con Lan nó nghe là nó không nhận sữa đâu. Sao không nhận? Nó ghét anh lắm đó. Nó không thích anh đâu. Nó ghét anh hả? Em không biết nó ghét hay không nhưng mà nói chung là anh cứ gửi tiền cho em đi, em muốn mua sắm cái gì thì em sắm cho nó thôi. Nhưng mà lần này là lần cuối cùng mọi người thấy bé Lai ở trên video chứ bé Lai không xuất hiện nữa đâu. Sao vậy? Nghe. Hả? Em sợ gia đình em la em. Sợ la hả? La là cái gì? La sợ gì sao? Là do gia đình em không có cho quay phim nữa mà. Bây giờ ai cũng biết em rồi thôi, nên sợ gì nữa. Anh ba tội thằng cu con em sau này nó lớn lên nó biết mẹ nó đau ốm bệnh tật bị xiềng xích rồi đi bán từng bó nhang dạo cái bánh ít dạo vậy là nó dị hay nó thương anh ba? Nó thương chứ sao nó dị được. Bây giờ là em bệnh rồi con em nó lớn lên thì nó thấy em như vậy thì nó phải thương chứ. Còn cái cảnh mà xiềng xích thì giờ cũng khác rồi. Bây giờ thì em tự do ráng em sống em mưu sinh để em kiếm tiền rồi em lo cho con chứ. Phải lo cho tương lai nữa. À, chứ còn con thì nó thấy em như vậy nó phải thương chứ sao nó ghét. Mà nó anh mắc cười lắm anh ba. Ừ. Anh ngờ anh bướng lắm. Ở đường nào thì em bây giờ em cũng bị bệnh như vậy rồi đúng không? Anh ba ơi, con người mình sinh ra là mỗi người mỗi số phận, sống hay chết là trời định thôi đó đúng không? Ừ. Em bởi như là cũng do cái số em chứ. Con người mà có ai muốn đau ốm bệnh tật đâu đúng không anh? Rồi những cái ngày mà em lưu lạc trong đó là em có rút được cái kinh nghiệm gì cho trong cuộc sống không? Không bao giờ tin e. Không bao giờ tin ai hả? Em vô đó em gặp những người mấy cái thằng kia nó nói với em là nó chia tay ly dị vợ rồi nó dẫn em về nó nuôi em xong nó mượn tiền em đổ xăng xong nó chuồn luôn. Không bao giờ tin ai. Em thì anh ba sống ở trên đời em sợ có hai thứ, anh ba biết thứ gì không? Thứ gì? Là người với là sợ không có tiền. Sợ là không có tiền thôi. Nhưng mà mấy người đàn ông trong đó là dầu em là kêu là không có chia tay vợ con rồi hả? Bắt đầu dẫn em về. Dẫn em về nuôi xong rồi cái nó lừa em, nó mượn em 50-70 đô sang sao nó chuồn luôn. Rồi có làm gì nữa không? Không. Tự nhiên mấy thằng nó lừa em mấy chục ngàn làm gì? Thì nó lừa nó đổ xăng cho nó hết xăng rồi. Nó biểu em thì đứng ở đi, nó chạy vô nhà bọn nó lấy tiền nó chuồn luôn. Nó giả đò nó chở em đúng không? Dạ. Đây nó tới nó kêu vô lấy đồ nó liền tiền em luôn hả? Ừ. Rồi trong đó rồi em ăn uống như thế nào? Mình ăn uống ở đâu? Ba thấy em ốm hay mập? Hình như cũng ốm không? Ốm mà đen nữa hả? Đi miết rồi sao không đen? Thôi bữa nay đừng đi nữa chưa? Dạ. Đừng có đi vô trong đi xa nữa. Cứ thấy em thấy sống ở quê thì sống ở quê nó bình yên chứ sống ở Sài Gòn nó nhộn nhịp. Xe cộ rồi tấp nập cứ quanh quanh ở quê ở gần trời anh ba phi. Rồi bữa em vô Sài Gòn cái không cái em kêu em đi bắn máu cái ông chú rồi đó ông chở em đi bắn máu anh ba đi xuống cái cầu rồi đi mà gặp đi xuống cái cầu mà gặp tới 4 vụ tai nạn mà cũng không thấy người đâu chắc không ai chết. Trời em gặp một cái vụ tai nạn trực tiếp là cái anh với cái chị kia tông nhau vô cái mấy xe máy ngoài sau nó chạy tới xử lý kịp lên thì họ tông vô rầm 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 4-5 chiếc làm bể phải luôn. Cái anh kia anh tông thấy cái mẹ anh ngơ ngác nhìn thương luôn. Anh ba cứ gửi tiền cho em đi. Gửi tiền cho em hả? Ừ rồi à, thì bây giờ anh mua cho em điện thoại trước cái còn dư bao nhiêu rồi anh gửi cho em. À, mua cái nó rẻ rẻ thôi. À, nó thì anh ba em mà có bộ em cũng không biểu nó mua iPhone rồi chứ cái gì mà cần nó xài được là được. Gọi rồi xài Zalo rồi Facebook rồi nhưng mà nhớ là còn dư tiền là để đem dành. Về mua sữa mua này mua cho con nghe chưa. Dạ. Không có đi nữa nghe chưa. Ba nuôi chừng nào nó mới lớn như mình anh ba. Hả? Nuôi chừng em nào? Đi lâu ngày rồi em về em thấy anh con khó, nó lớn không? Lớn con lớn hả? Cái bữa đầu tiên em đi bữa em đi miền Tây anh về em ôm anh nặng trịch thôi cái chết coi sao nó lớn nó to mà anh cũng tội ghê anh ba anh không có bú sữa mẹ mà anh cũng một cục à, cưng lá mà
anh nằm lên cái đùi mà nhúng lên nhúng xuống anh ừ. anh lấy hai cái tay anh nắm cái chân anh nằm lên đó anh lờ anh hét răng hết ừ. cần lắm nhìn cái mặt anh mắc cười lắm ừ. Giờ là đi 20 mấy ngày về là thấy con nó khác liền đúng không ừ. anh mà ba em đi... bé nó lớn thầm phải không mà sao em đi lâu như vậy rồi em có nhớ con không nhớ mới về thăm ổng nè nhớ về 20 mấy ngày mới về ghê vậy à, tối nhiều khi tối em ngủ em nhớ nó em kêu em khóc khóc hả ừ. có khóc hả mà nhiều khi em dồn nó em khóc em kêu con ơi sống khổ lắm con ra đời cho nó khổ con vậy hả con anh ba người ta nói rồi con cái đến với cha mẹ là duyên là nợ em nghĩ nó có duyên nó đến với em anh ba ha ừ. có duyên đến với em mà em phải lo em sinh nó ra thì em phải lo cho nó ừ. bây giờ là không có đi đâu đi nói xa nói chung là ông bây giờ ông hoại rồi cậu rồi gì lo cho em thì anh ba em không biết nuôi con ừ. rồi vô trong đó là có ai biết em không có trời người trên 10 người biết em trên người biết hả có ai cho tiền không có cũng ừ. có thôi chuyến này đừng đi nữa nha dạ, okay. cứ đi quanh ở Quảng Ngãi là em bán bánh đít bán hương bán gì đó rồi bán với số đi bán với số rồi lại ở quê em này đâu có ai em mua đâu bán với số quá trời gì mới vô mấy quán cà phê rồi đó bán với số ừ vậy em mua được tờ với số không em bán với số được á ví dụ một ngày em bán 100 tờ thôi là cũng kiếm được 100 ngàn rồi mồ phạt anh biết nơi đầu trên xuống dưới nó mệt cỡ nào không hả bán được tờ với số đâu có dễ đâu nhưng mà em vô em đi em mời họ là người ta sẽ mua ủng hộ à mua bánh ít thì họ còn mua tại vì họ biết em họ mua ủng hộ em hiểu không nhưng mà bây giờ số phải có căn cước không anh bà anh cũng không biết nữa trước giờ em có hỏi chưa bữa trước em hỏi cho mấy người kêu phải có căn cước để mua bán vé số thì nó có lời có tiền hơn bán bánh ít thì em bán một ngày có được mấy chục ngàn 20-30 á hả ừ. đúng không 20-30 ngàn mà trong khi em bán vé số em nhưng bán... mà cũng có người cho em thêm tiền ừ. thôi vậy cũng gì em tính đi nhưng mà đừng có đi xa ra đâu lang thang xa mệt nữa nhưng mà nói là này ai mà gửi tiền cho em là anh Phi đừng có nhận nữa nha ờ anh không nhận nữa ok bây giờ anh bán lại nó không có chịu nhận tiền đâu ừ. thật ra thì em cũng không ra em muốn ra anh ba đâu nhưng mà tại vì em có cái điện thoại nên cái ra nhờ anh ba trời ạ đó nữa anh ba dặn đi mua cái gọi ra rẻ nha rồi anh mua cái bao nhiêu cái mấy trăm hay là cái 2 triệu mấy 2 triệu mấy hả ừ. mua cái 2 triệu mấy làm gì mua cái rẻ rẻ cái 1 triệu mấy thôi chứ 1 triệu mấy là mua lại mà mua mới luôn cho nó khỏi lâu hư đó đủ hư rồi ừ. mua cái 2 triệu mấy hả ừ. rồi còn tiền là đem về mua sữa hay chưa dạ mua quần áo cho nó nhớ hay chưa dạ ừ. hồi bữa Sài Gòn về mua ổng đôi dài hơi bị đẹp luôn ừ. Em về em đi 20 mấy ngày về rồi ba có la không? Cũng khó. Có la hả? Trời. Lần dữ. Cho em chửi. May là mày ở nhà mày bán bánh ít thôi chứ mày không có được đi đâu á. Ừ. Anh ba biết tại sao em không dám gần anh cu không? Sao? Em sợ em ôm trộm nó đi. Ôm trộm nó đi hả? Mà nó thì anh ba nó nhúc xíu cho mình ôm đi ra ngoài rồi nó đau nó ốm rồi. Em nuôi có được đâu mà em ôm. Ờ bởi vì nó mua tiền tải tiền sữa rồi mệt lắm mà nhìn ông em có những cái suy nghĩ như vậy hả em ừ. lúc nào cũng muốn là ôm nó đi hả nhưng mà hồi bữa ông ba em không nghe em nói em kêu tao đập cho mày chết chứ mày ôm còn em gái em nó kêu nói vậy chứ sao hồi có nó ôm nó đi rồi sao hồi có bầu không nơ nó đi luôn bây giờ đẻ ừ. nó ra tốt nó nuôi tốn biết bao nhiêu tiền sữa rồi nó ôm nó đi ừ. mà anh cưng lắm chứ em nghĩ sau này lớn rồi không thông minh lắm ừ. thôi như vậy thì em thương phải thương con á em bán bánh ít quanh gần khu vực chỗ em á xong rồi về còn ở nhà để cho có mẹ có con ha để đừng có đi đâu xa nữa dạ. được chưa đi làm gì già ngày kiếm được tiền đem về cho nó ừ, nuôi sữa cho nó thôi để người ta đi ngoài đường này. Nó ngán em biết là thấy không rồi con em là bữa nào anh Phi vô thăm nó thử đi ừ? Bữa nào anh Phi vô thăm nó đi nào vô thăm nè ờ. nào vô thăm con em tới thì ờ thấy không thiệt ờ anh vô anh ôm anh mắc cười lắm ừ hồi bữa bà hồi chiều bà già gần nhà em mới qua bác kêu bà lấy bà nó nạn lên cái đồ nhúng là nhúng trước á bà lấy bà kêu hôm qua bà quả lấy cái nón bà quạt nó bà kêu nó dùm bà nó cười hạc á ừ. hôm qua em ôm nó em nằm trên cái võng á
anh lấy cái miệng em hung vô cái bụng anh, cái anh cười hạc 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 anh ba, nó nhột nó anh ba, anh cười hạc hạc hạc. Anh ngon không? Cũng ngon. Bây giờ nói chung hồi trong tháng không khó lắm chứ giờ qua tháng không cũng dễ đâu. Ví dụ bây giờ ai xin không. Cho không? Không không hả? Rồi lấy gì nuôi? Cục vàng ông ngoại em á. Vàng của ông ba, ba ông thương con lắm. Ông đi cắt cỏ là ông cũng nựng miếng là ông mới đi, ông cắt cỏ là ông nựng cái mới miếng là ông mới đi. Em gì có nựng nó không? Có hung ảnh nè. Em đi biết ngồi đường đó là cũng sợ. Hồi bữa đó cái thằng rồi ráp kia nó hỏi em á là em biết bấm máy vi tính không, kêu biết. Nó kêu em qua bên sòng bạc con xin lỗi em làm đi. Cái tôi đâu có ngủ, tôi qua đó cái tôi chết bên đó, tôi không về, tôi gặp con của tôi luôn hả, tôi đâu có đi. Casino ở bên Campuchia, Campuchia. Nó dụ em qua hả? Ừ. À lúc đó anh nghe là em ở sát biên giới Campuchia đúng không? Cách cách mười mấy cây. Hôm bữa là có người gọi cho Phi á, là bé Lại ở, ở Tiền Giang hay sao? Nó ở sát biên giới của Campuchia, mười mấy cây á. Thì người ta gọi cho Phi là nói như vậy, là nói là vô dẫn nó về, chứ còn ở gần đó người ta đưa qua Campuchia thì chắc không biết như thế nào luôn. Hồi bữa ở Long An có thằng cu kia, nó bị sao đưa sang Campuchia, nó mò mẹ nó chuột tiền nó về. Tốn tiền bị, dữ lắm. Bị quýnh quá trời, nó kêu nó qua đó nó bị quýnh quá trời luôn. Thường thường người ta bắt qua bên Campuchia rồi sau đó đòi người thân là bỏ ra một số tiền lớn để chuộc về. Mà nếu mà em mà qua bên đó thôi chắc cũng bỏ luôn bên đó cho ai chuộc về chứ. Thế em bán cái thằng em gì? Ai mua? Thằng của em hư tại la. Sao anh biết hư? Thằng em hư tại la rồi. Hồi bữa em đi bắn máu, em kêu đi bắn máu mà ông bác sĩ bị không cần. Cái 50kg ông kêu 52kg mới bắn được, ông nói lấu cái không biết. Em không biết. Em đi bắn máu hả? Kiếm tiền hả? Bữa đó hết tiền rồi. Khổ, thấy khổ chưa? Rồi hết. Nói sao rồi? Kiếm đồng tiền nó khổ chứ. Khổ, biết là khổ nhưng mà nó thì ba kiếm đồng tiền từ tay của mình đó, nó vui lắm. Ba biết không, hồi ba em thả ra tháng 2 năm ngoái là em bán, đi bán nhờ với bánh ít thôi, đi bán dậu đó, bán hơn 10 tháng mà kiếm gần 4 triệu là mừng, biết em mừng cỡ nào không. Đợt đó em kiếm là em ráng dành dụm để em xin cu á. Rồi em thấy là đi ra bên ngoài là đâu phải là dễ kiếm được đồng tiền đúng không? Dạ. Đó. Hôm nay là thôi cứ về rồi bán bánh ít được chừng nào hay chừng đó ở với con, mới đừng đi lang thang, đi ra bên ngoài xã anh hội với nhiều cái nó phức tạp. Cuộc sống này nó có luật công bằng, ông trời đã lấy mất tuổi thanh xuân của em, lấy mất tương lai ước mơ của em, thì ông cũng cho em lại cái gì, em nghĩ không cho em đứa con nữa, cho em lại thằng cu đó. Chắc em nghĩ thằng cu con em sau này lớn anh sẽ trở thành một thiên tài. Em nói với mấy người kêu sau này thằng cu con em lớn rồi em cho làm gì hết, chắc là cho đi thi Nam Vương rồi. Mấy người họ cười. Thi Nam Vương hả? Đẹp trai lắm hả? Anh dễ thương, cưng lắm. Cưng, nhìn con mắt ảnh là cưng lắm. Rồi bởi vậy bây giờ em không được đi. Mà sao nó đen đen, nó đen đen như anh ba. Anh nói một lần nữa cho em nghe, anh phân tích cho em nghe nha. Bây giờ em đi ra bên ngoài xã hội nè, rất là nhiều người. Nhiều phức tạp lắm. Người xấu, người tốt thì mình không nói, nhưng mà những mà thành phần xấu. Người ta dụ dỗ này kia rồi lây bệnh, những cái bệnh đâm xã hội, chém giết mình mất hơn. Những cái bệnh xã hội này kia nó lây cho em rồi, khi đó em về em lây cho con, thấy tội không? Đúng rồi. Hiểu không? Cho nên là thôi đừng có liên nữa, mình cứ đi quanh quẩn cái khu vực của mình để bán bánh ít. Anh ba ăn bánh ít không? Bữa nào đem ra bánh ít ngon lắm. Ngon không? Ngon. Bán bao nhiêu chục? Em bán 33.000 chục. 33.000 chục hả? Bánh, anh ba ăn bánh ít lá ghe nhân dừa, rồi bánh ít nếp nhân dừa nữa. Anh ba ăn không? Bữa nào đem ra cho anh chục, anh mua. Ăn đen hay chén? Hai lầu luôn đi. Ý là mỗi thứ mỗi một chục nha. Để chiều nay em gì em lấy rồi em đem ra luôn. Nè. Có không? Được anh ta. Thôi không được đâu. Mà đi đem xa nó có hư không? Không hư đâu. Em bán thì bán trong ngày hay sao? Anh ví dụ như buổi chiều em lấy thì để sáng mai em bán cũng được, nó đâu có hư đâu. Mình ít mà để 2-3 ngày nó cũng đâu có hư đâu. Rồi. Thôi nha, bây giờ thì đi kiếm cái điện thoại mua ha. Ba gửi tiền trước đó đã. Hả? Người ta gửi bao nhiêu? Anh ba nói đi. Hỏi làm gì? Chứ lỡ anh ba ăn trộm mất tiền của em thì sao? Giờ anh ba nói đi, em mới chia chị. Không dễ sợ lắm. Nói đi. Được mấy, 5 triệu mấy á? Em bây giờ nói. Hả? 5 triệu mấy đúng không? 5 triệu mấy? 5 triệu, 5 triệu 8. Đi. Rồi để anh đọc tên các nhà hảo tâm ủng hộ cho em luôn ha. Dạ.
Rồi thì vừa rồi các nhà hảo tâm gửi cho em số tiền là 5 triệu 85 ngàn. Dạ. Thì trong này là có chú Lê Xuân Hậu là gửi em 2 triệu. Dạ. Chị Trâm Lê là gửi 1 triệu. Chị Giang là Một gửi 1 triệu. triệu. Chị Kim Cương. Chị Kim Cương là 1 triệu. Và chị Kim Võ này gửi 800 là nói là mua điện thoại nè. Ủa sao chị Kim Võ biết em mất điện thoại? Thì bữa hôm là qua em xin điện thoại đó. Bữa nào? Đó, thì tổng số tiền là 5 triệu 8. Dạ. À, 5 triệu 8 này á, thì bây giờ anh đi mua cho em một cái điện thoại để em có em liên lạc Anh ví dụ mua. ha. Dạ. Rồi còn lại thì em về em đem tiền về cho con uống sữa này kia, mua sắm cho con được chưa, chứ còn đừng có đi đâu nữa, hay chưa, nhớ không? Dạ. Nhớ người chưa, Dạ. ok không, Ok. hứa không, Hứa luôn. thiệt không? Bữa nào anh đem bánh ít em ra chỗ anh bà Phi mấy người uống cà phê này bán anh bà. Đúng rồi. Lâu lâu ra đem mấy ít ra bán thăm anh cũng được, À, được chưa? dạ. Chứ còn đừng đi đâu xa nữa, Dạ. được chưa? Dạ. Nhưng mà con nói rồi đó, mọi người đừng có ủng hộ, có thương con thì con cảm ơn, nhưng mà mọi người đừng có ủng hộ tiền cho con nữa nha, con mới nhận nữa đâu. Không lấy tiền nữa hả? Lâu Dạ. lâu con lái thôi Dạ không, không lấy luôn. Thôi được à. rồi, đi. Rồi thôi bây giờ mình đi mua điện thoại Đi. rồi, cảm ơn các cô Bye mọi chú người nha. anh chị đã ủng hộ cho bé Lai số tiền, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ. Dạ con cảm ơn chú Hậu, cũng cảm ơn mấy chị hết nha. Rồi. Rồi. Bye.